Vs by Jubilé, nét ngọt hoang dại rất gợi tình. Nếu bạn yêu thích sự ngọt ngào quyến rũ và muốn có được những phút giây hòa quyện đắm say bên người ấy thì đây chắc chắn là mùi hương mà bạn cần phải sở hữu ngay bây giờ. Vs by Jubilé đánh thức khứu giác mạnh mẽ bằng một hương thơm mê hồn được ví von như một liều thuốc gây nghiện không thể quên, ngỡ ngàng cho bất cứ ai ngay từ lần đầu tiên thử nghiệm. Vừa hiện đại, ngọt ngào, nhẹ nhàng, nịnh mũi lại rất thanh lịch. Vs by Jubilé đẹp quyến rũ với hoa nhài, hoa kim ngân được chắt lọc và nổi bật theo cách riêng khi có sự tham gia của hương cam chanh sảng khoái nữa. Vs by Jubilé mở đầu bằng sự bao bọc ấm áp của hoa kim ngân kết hợp cùng quả quýt ngọt tạo nên cảm giác mềm mại, ấm áp, rất dễ chịu. Tầng hương giữa có sự hiện diện của hoa nhài mẫu đơn cùng với lớp nền xạ hương và gỗ đàn hương sẽ vỗ về mơn trớn làn da bạn. Vs by Jubilé mang sự gợi cảm mềm ngọt ẩn sâu trong từng nốt hương, làm tô điểm sự hòa quyện quyến rũ cho những giây phút thăng hoa giữa chàng và nàng đấy.